hẳn từng ít nhất một lần trong suy nghĩ, bạn mong mình được bế lại để buông bỏ những trách nhiệm, để dành cả ngày dài mơ mộng về đủ chuyện viển vông. Có một câu văn trong tác phẩm Hồ của tác giả Banana Yoshimoto thế này: con người ta dù không có ý định làm người lớn, nhưng khi bị xô đẩy và phải lựa chọn, tự nhiên người ta sẽ trưởng thành. Dù muốn hay không, ai rồi cũng phải chia tay tuổi thơ và bắt đầu bước chân ra những vùng trời rộng lớn. Nhưng phải làm gì khi hành trình đó chẳng bao giờ là dễ dàng? Vậy, hãy cùng chúng mình khám phá hành trình của nữ luật sư U Yong U, và biết đâu chúng ta sẽ có được một câu trả lời cho riêng mình. Nữ luật sư kỳ lạ U Yong U kể về hành trình làm luật sư của cô nàng U Yong U, một người mắc chứng phổ tự kỷ. Một bộ phim không có drama, không có tuyến nhân vật phản diện, cũng chẳng hề có lấy những cuộc tranh đấu gay gắt như bộ phim cùng đề tài tố tụng là Tòa án vị thành niên đã từng thể hiện. Sức hút của nữ luật sư kỳ lạ đến từ đâu mà khiến người ta yêu phim đến thế? Có lẽ trong hành trình của cô nàng Yong U, ta thấy mình đâu đó trong nhân vật, tìm thấy niềm hy vọng về cuộc sống và tin rằng ta không hoàn toàn cô đơn trong hành trình trưởng thành. Nói cách khác, U Yong U cũng như bạn và mình, rồi đến lúc ta sẽ phải tự bơi. 나 독립할 거야. 어른이니까. Vậy, chúng ta có thể học hỏi những gì từ cô luật sư kỳ lạ này? Cuộc sống của nàng luật sư tự kỷ Yong U không hề dễ dàng. Cô chịu sự phân biệt và thành kiến đến từ những người xung quanh. Cậu đồng nghiệp đặc biệt danh cho cô là Yong U lộn xộn, bởi cô luôn làm rối tung mọi thứ lên. Khách hàng chẳng thèm nhìn danh thiếp của Yong U mà chỉ nói chuyện với những luật sư khác. Người thân của bạn trai thì coi cô như người khuyết tật. Đến tài xế taxi cũng nghĩ Yong U không có khả năng chi trả như những người xung quanh. Thế nhưng, bộ phim không có ý định khai thác những bất công mà người tự kỷ đang gặp phải. Thay vào đó, nhà làm phim đem đến một góc nhìn khác, tử tế hơn về sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô gái trẻ. Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% là do khổ luyện. Yong U có thể là một thiên tài tự kỷ, nhưng nếu không ngừng cố gắng từng ngày, cô sẽ không nhận được sự công nhận tương xứng. Sự thật là trưởng phòng đã đặt cách để nhận Yong U vào đội của mình. Nhưng liệu anh ta có làm vậy nếu cô không đạt thành tích thủ khoa đầu ra đại học? Và liệu Yong U sẽ có cơ hội tiếp theo nếu ở vụ án đầu tiên trưởng phòng giao cho cô đã làm không tốt? Cơ hội không đến một cách bất ngờ, nó được tạo ra bởi quá trình trau dồi và rèn luyện để phát triển bản thân. U Yong U đem đến hình mẫu của một người trẻ vừa tài năng, vừa chủ động, không bao giờ ngừng cố gắng và nỗ lực hết mình. Thế nhưng, nỗ lực sẽ chỉ là những câu slogan hô hào đầy huyễn hoặc nếu ta không hiểu rõ bản thân mình. Chấp nhận những phần yếu đuối và thiếu sót của bản thân là bước đầu tiên trong hành trình trưởng thành. Yong U thể hiện rất rõ điều này. Cô không chối bỏ chứng tự kỷ của mình, không ngại nói lên điều đó trước mỗi phiên tòa tố tụng hay khi giới thiệu bản thân. Để rồi, những người tiếp xúc với cô sẽ nhận ra, bên cạnh khiếm khuyết là tài năng tuyệt vời của U Yong U, là khả năng nhìn nhận vấn đề không dập khuôn cùng trí nhớ đáng kinh ngạc. Việc hiểu rõ bản thân thiếu sót điều gì, giỏi điều gì, giúp cô phát huy tối đa năng lực trong công việc và cũng nhận được nhiều sự trợ giúp từ những người xung quanh. Vượt qua thành kiến của người khác thì khó, nhưng phá vỡ những định kiến trong suy nghĩ của bản thân thì lại càng khó hơn. Xuyên suốt bộ phim, ta nhận ra sự phát triển của U Yong U qua từng tập. Cô nàng thấy nhiều hơn và thay đổi bản thân theo hướng tích cực. Có bao giờ xem lại những caption mà Facebook thông báo về ngày này năm trước, bạn nghĩ rằng sao hồi đấy mình lại viết như thế nhỉ? Bạn biết rằng mình đã lớn hơn từng ngày khi nhận ra cùng một vấn đề, nhưng qua mỗi giai đoạn của cuộc đời, cách nhìn nhận của bạn cũng hoàn toàn khác. U Yong U từ lúc bắt đầu làm luật sư cũng có những nguyên tắc riêng. Với trí nhớ siêu phàm và sáng tạo trong suy nghĩ, cô nàng dễ dàng vượt qua được những vụ tố tụng đầu tiên. Vậy nhưng qua buổi tập, gặp gỡ được nhiều người, thế giới quan của Yong U lại ngày một thay đổi. Tiếp xúc với cô luật sư hăng hái đòi công bằng cho những người phụ nữ thiệt thòi, Yong U nhận ra một ý nghĩa khác của công việc luật sư. Biện hộ cho một ai đó đâu chỉ thực hiện một cách mù quáng, mà chính luật sư phải thật sự tin vào thân chủ của mình. Để làm được điều đó, các luật sư cũng cần cân nhắc xem biện hộ cho thân chủ nào mới là đúng. 당신 틀리지 않았다. 나는 당신 지지한다. 그렇게 말해주고 손 꽉 잡아주는 것도 우리가 해야 하는 일인 거죠. Qua vụ án của các cậu ấm cô chiêu, Yong U thấy trưởng thành là phải làm món ăn cho bố, thấy rằng thích một ai đó là phải làm điều tốt cho họ. Cũng có lúc cô tin nhầm người, rồi ngỡ ngàng trước cách mà người ta bạc bẽo với nhau. Mọi sự kiện đi qua, những con người dù tốt và xấu đều đem lại một bài học nào đó trong hành trình trưởng thành của cô luật sư. Nhìn vào hành trình của U Yong U, mình tập tha thứ, biết ơn và trân trọng những người đã từng xuất hiện trong đời. Một gã trai tồi, một đứa bạn phản bội, một người thầy chẳng thể gặp lại. Tất cả đều góp phần giúp mình mở lòng ra với những điều mới lạ. Nếu những người xung quanh và các vụ tố tụng giúp Yong U thay đổi cách nhìn về thế giới bên ngoài, thì hình ảnh cá voi giúp cô luật sư nghe rõ tiếng nói bên trong.
Dựa vào đặc tính của cá voi, nhiều tôn giáo và văn hóa của một số khu vực ven biển đã xem nó là một vật tổ tâm linh. Nhưng người dân Chalice cổ đại cho rằng cá voi chính là biểu tượng của trí tuệ, của sự thật bên trong. Như vậy, mỗi lần hình ảnh cá voi hiện lên trong tâm trí là những khi Yong-woo cảm thấy hạnh phúc hoặc phát hiện ra những hướng nhìn mới, những giải pháp cho các vụ án phức tạp. Hành trình trưởng thành không chỉ là theo đuổi những điều xung quanh, mà còn là lắng nghe rõ hơn tiếng nói bên trong mình. Trong vô vàn những chỉ dẫn định hướng về mọi điều trong cuộc sống, từ sự nghiệp, học tập cho đến tình yêu, đâu là lời giải tốt nhất? Cả bạn và mình đều là những cá thể riêng biệt, như một chú chim chẳng thể khuyên một con cá rằng hãy rời xa mặt nước để bay lên tự do như tớ. Mọi lời khuyên chỉ thật có ích nếu ta đặt cảm nhận và mong muốn của mình vào đó, lắng nghe những phản biện bên trong như mình muốn điều gì nhất, điều gì thực sự phù hợp. Bằng cách đó, chúng mình sẽ nhận được câu trả lời từ chính bản thân mình. Khi thấy thật nhiều và lắng nghe thật đủ là lúc ta sẵn sàng đón nhận mọi bài học của cuộc đời. Nhiều người quan niệm rằng trưởng thành đi đôi với nỗi cô đơn là khi nhận ra bản thân quá khác biệt. Mặc dù hàng ngày sống với cô đơn, nhưng sâu bên trong chúng ta vẫn mong tìm được những người cùng tần số. Hành trình trưởng thành sẽ thật khó khăn nếu ta thiếu những người đồng hành luôn ủng hộ và tin tưởng. Nhạy cảm với tiếng ồn và luôn đeo tai nghe, luôn ăn kim bắp vì có thể nhìn thấy tất cả thành phần trong nháy mắt, phát cuồng vì cá voi và thường liên hệ các sự kiện với loài vật này. Một người lạ đời và ngộ nghĩnh như thế, tưởng đâu sẽ chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Vậy mà, Yong-woo lại có những người bạn đồng hành hoàn toàn cảm thấy bình thường với những điều khác biệt đó. Thậm chí, họ còn sẵn sàng bất thường để bước vào thế giới của cô. Yong-woo sẽ chẳng thể trở thành luật sư nếu không có sự tin tưởng và động viên của bố. Dù sớm nhận ra sự bất thường trong hành vi của con gái, nhưng bố vẫn luôn tin cô là một thiên tài. Ông giáo dục cô như cách mà ông tin tưởng vào tài năng của con gái. Một mình nuôi dạy một đứa trẻ tự kỷ không phải là điều đơn giản. Đã có lúc ông tổn thương, đã có lúc ông bật khóc, nhưng chưa một lần nào người bố này ngừng nỗ lực để hiểu và lắng nghe con. Tuổi thơ của Yong-woo gắn liền với những ngày tháng đọc sách luật và học cùng bố. Chính những phút giây đó đã ươm mầm tình yêu với luật trong cô. Sự đồng hành của bố chính là điểm tựa vô cùng lớn để Yong-woo có thể theo đuổi đam mê. Khi gia đình là chỗ dựa về tinh thần và tình cảm, thì bạn bè chính là những người cùng chúng ta đương đầu với khó khăn. Yong-woo thuở bé đã phải chuyển hết trường này đến trường khác để tránh đi sự bắt nạt của đám bạn học cùng lớp, trốn vào phòng giáo viên và bảo vệ mỗi giờ ra chơi để không ai tìm thấy mình. Vậy mà thật bất ngờ khi cuộc đời đem đến cho U Yong-woo một đông gurami. Trái ngược với U Yong-woo, chẳng ai dám chơi hoặc đụng vào đông gurami cả bởi cô quá đáng sợ. Sau cùng, chính Rami lại là người bảo vệ và kéo Yong-woo thoát khỏi những năm tháng kinh hoàng thuở học đường. Và rồi, một đứa điên và một đứa ngố đã thành bạn, cùng nhau vượt qua mọi thách thức trong đời. Bộ phim cũng gửi gắm một thông điệp rằng dù chúng mình có là những chú vịt đen xấu xí, có khác thường và dị biệt, thì vẫn sẽ có những người thấy những vẻ đẹp tiềm ẩn để bên cạnh và đồng hành cùng ta trên chặng đường mà ta đã chọn. Anh chàng đồng nghiệp hay so đo với Yong-woo trong mắt nhiều người có thể là một kẻ đáng ghét, nhưng lại hớp hồn cô nàng ngổ ngáo Rami từ cái nhìn đầu tiên. Nắng xuân Choi Se-yoon luôn cảm thấy bản thân thật thất bại trong tình yêu, nhưng trong mắt Yong-woo, cô luôn là một người bạn ấm áp và tình cảm. Và Yong-woo, với sự thao thao bất tuyệt về cá voi đến mức ai cũng chán ngán, vẫn luôn có một Jun-ho sẵn sàng lắng nghe, âm thầm bên cạnh và giúp đỡ mỗi khi cô cần. Xem phim chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy bản thân mình trong đó, nghĩ đến những người bạn luôn tin tưởng, luôn nhìn thấy mình đặc biệt, những người sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ, hoặc sẽ mong có được những người đồng hành cùng mình đi qua tất cả như thế. U Yong-woo không đem đến cho mình những xúc cảm mãnh liệt, nhưng càng xem, mình lại càng có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc đời. Cũng như U Yong-woo, hành trình trưởng thành của mình vừa chỉ mới bắt đầu, và nó sẽ trọn vẹn hơn nếu mình luôn nỗ lực và nhìn nhận về bản thân, can đảm đối diện với những điều chưa biết và tập lắng nghe tiếng nói bên trong tâm hồn, cũng như trân trọng hơn những mối quan hệ mà mình đang có. Mình tin rằng, không chỉ mình, mà tất cả chúng ta cũng sẽ tìm thấy những chiêm nghiệm nào đó từ tác phẩm này. Và như mình đã nói, hành trình trưởng thành sẽ buồn và lạc lối đến nhường nào nếu thiếu đi những động lực, những mối quan hệ có thể cùng ta đi qua tất cả. Vậy, hãy xem như nữ luật sư kỳ lạ U Yong-woo là một người đồng hành cùng bạn trên hành trình sắp tới. Chúc cho hành trình ấy của bạn sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc theo cách của riêng bạn. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.